Những người giận dữ thì nói ản nhẫn, những người lười biếng thì nói tinh tấn, những người tán loạn thì nói tịnh lự, những người ác tọa thì nói bát nhã. Đại Bồ Tát này an lập hữu tình, làm cho an trụ vào pháp bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, rồi lại vì họ giảng thuyết thánh pháp thủ thắng để giải thoát sanh tử, làm cho các hữu tình nương vào đó tu học, chứng được quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, nhập vào địa vị đại bồ tát, trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì sao không gọi là bậc có sở đắc đối với các hữu tình thật vô sở hữu, mà làm cho an trụ nơi bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, lại vì họ giảng thuyết thánh pháp thủ thắng để giải thoát sanh tử, chứng được quả dự lưu cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với các hữu tình chẳng phải hữu sở đắc. Vì sao? Vì đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thấy hữu tình có chút khả đắc nào, do đó chỉ nương theo thế tục giả nói hữu tình. Này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, an trụ vào hai đế, vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp. Hai đế đó là: một là Thế Tục, hai là Thắng Nghĩa. Này Xá Lợi Tử, tùy nương vào hai đế lập ra hữu tình nhưng đều bất khả đắc, nhưng các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà giảng thuyết pháp yếu, làm cho các hữu tình nghe chánh pháp rồi ở trong pháp hiện tại còn chẳng đắc ngã, vốn là sẽ đạt được thánh quả. Như vậy, này Xá Lợi Tử, đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo tuy vì hữu tình mà giảng thuyết pháp yếu, làm cho họ tu theo chánh hạnh để được chứng quả, nhưng tâm đối với sự việc ấy đều vô sở đắc, vì biết rõ các pháp đều bất khả đắc. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại bồ tát này là chân đại bồ tát, tuy đối với các pháp không đắc nhất pháp, không đắc dị pháp, không đắc tổng pháp, không đắc biệt pháp, mà mặc áo giáp đại công đức như vậy. Do mặc áo giáp đại công đức như vậy nên không sanh vào cõi dục giới, không sanh vào cõi sắc giới, không sanh vào cõi vô sắc, không thấy cảnh giới hữu vi, không thấy cảnh giới vô vi. Tùy giáo hóa hữu tình làm cho ra khỏi ba cõi, nhưng đối với hữu tình đều vô sở đắc, cũng chẳng đắc có hữu tình kiến lập. Vì hữu tình kiến lập chẳng đắc nên không trói không mở, vì không trói không mở nên không nhiễm không tịnh, vì không nhiễm không tịnh nên không thể biết rõ các cảnh giới khác nhau, vì không thể biết rõ các cảnh giới khác nhau nên không nghiệp không phiền não, vì không nghiệp không phiền não nên cũng không có quả dị thục. Đã không có quả dị thục thì làm sao có ngã và hữu tình trôi lăn trong các đường sanh vào ba cõi có các cảnh giới sai khác. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Xá Lợi Tử, nếu có lời hữu tình trước có sau không, thì Bồ Tát Như Lai cũng không có lỗi. Hay trước không sau có, theo lý cũng như vậy, luân hồi trong các cõi, có không cũng thế. Vì vậy, này Xá Lợi Tử, Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp tánh vẫn thường trụ, chân như pháp giới, tánh chẳng hư dối, chắc chắn không cải đổi. Vì tất cả pháp tánh, pháp giới, pháp trụ, pháp định, chân như thật tế, đều như hư không, trong đó chúng ta còn không có, huống là có sắc vân vân các pháp, sắc vân vân các pháp đều không có. Như vậy làm sao có luân hồi trong các cảnh giới? Sự luân hồi trong các đường đã không có thì làm sao có thành thục hữu tình mà làm cho họ được giải thoát, chỉ nương vào thế tục giả nói là có. Này Xá Lợi Tử, vì pháp như vậy tự tánh đều không, nên các đại bồ tát ở đời quá khứ theo Phật nghe như thật rồi. Vì các hữu tình mà độ thoát khỏi sự điên đảo chấp trước, cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khi đạt đến quả vị bồ tát không nghĩ như vậy: ta đối với pháp này đã đạt được hoặc sẽ đạt được, làm cho các hữu tình kia cũng đã được độ hoặc sẽ được độ, không còn chấp trước ra khỏi sanh tử. Này Xá Lợi Tử, đại bồ tát này vì các hữu tình mà độ họ thoát khỏi sự điên đảo chấp trước, mặc áo giáp công đức,
phát đại thể nguyện trang nghiêm dõng mãnh, siêng năng không bị đắm trước, không thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thường đối với bồ đề không sanh tâm nghi ngờ là ta sẽ chứng hoặc không chứng, chỉ nên chánh niệm ta nhất định sẽ đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích chân thật cho các hữu tình, đó là độ họ thoát khỏi sự mê lầm điên đảo, luân hồi các nẻo chịu khổ sanh tử. Này Xá Lợi Tử, đại bồ tát này tuy độ các hữu tình thoát khỏi sự mê lầm điên đảo các đường sanh tử, nhưng không sở đắc, chỉ nương vào thế tục nói có việc này. Này Xá Lợi Tử, như nhà ảo thuật tài giỏi hoặc học trò của ông, nương vào sự ảo thuật biến hóa vô lượng trăm ngàn muôn ước chúng, lại hóa ra các món thực phẩm thượng hạng, đem vật huyễn ấy bố thí cho các hữu tình được no nê. Nhà huyễn thuật làm việc này rồi vui mừng nghĩ, tôi đã được phước đức rộng lớn. Ý ông thế nào? Nhà ảo thuật tài giỏi này và học trò của ông thật làm cho các hữu tình được ăn no không? Xá Lợi Tử thưa, bạch Thế Tôn, không có thật. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, các đại bồ tát cũng là như vậy. Từ lúc mới phát tâm vì muốn độ thoát các loài hữu tình nên tu hành bố thí, cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tu hành cửa khỉ địa cho đến pháp vân địa, tu hành pháp môn đà la ni, pháp môn tà ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành mười lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, tu hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tu hành 32 tướng 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn giả, tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, viên mãn đạo đại bồ đề của bồ tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, mặc dù các đại bồ tát làm việc này, nhưng đối với hữu tình và tất cả pháp đều vô sở đắc, không nghĩ như vậy. Ta đem pháp này điều phục các loài hữu tình như vậy, làm cho họ xa lìa điên đảo chấp trước, không còn qua lại chịu khổ sanh tử nữa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo đại bồ đề của bồ tát? Các đại bồ tát tu hành đạo này phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy, này thiện hiện, các đại bồ tát từ lúc mới phát tâm tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên Phật pháp khác, đều gọi là đạo đại bồ đề của bồ tát. Các đại bồ tát tu hành đạo này dùng phương tiện thiện xảo, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng không tưởng có hữu tình ở trong thập hiệu và cõi Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào đại bồ tát khi hành bố thí ba la mật đa dùng phương tiện thiện xảo thành thục hữu tình? Phật dạy, này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành bố thí ba la mật đa dùng phương tiện thiện xảo, tự mình hành bố thí cũng khuyên người khác hành bố thí, ân cần dạy bảo truyền trao cho họ nói như vậy. Này các thiện nam tử, không nên chấp vào việc bố thí. Nếu chấp bố thí thì sẽ bị tái sanh, nếu do đây bị tái sanh thì phải luân chuyển, sẽ chịu vô lượng vô biên thống khổ. Này các thiện nam tử, trong lý thắng nghĩa đều không bố thí, cũng không có người thí, người nhận vật thí và các quả thí. Các pháp như vậy bản tánh đều không, trong bản tánh không, không có pháp nắm bắt, các pháp tánh không cũng không nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, tùy đối với hữu tình tự mình hành bố thí, cũng khuyên người khác hành bố thí. Nhưng đối với việc bố thí, người bố thí, kẻ nhận vật thí, quả thí đều vô sở đắc. Bố thí ba la mật đa như vậy gọi là vô sở đắc ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát này khi đối với các pháp vô sở đắc phương tiện thiện xảo, có thể giáo hóa hữu tình trụ quả dự lưu, nói rộng cho đến đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát khi tu hành bố thí ba la mật đa thành thục hữu tình, làm cho chúng được lợi ích an vui.
Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này, tự mình hành bố thí cũng khuyên người khác hành bố thí, thường tự mình tán dương pháp hành bố thí, vui mừng khen ngợi người hành bố thí. Đại Bồ Tát này tu hành đại bố thí như vậy rồi, sẽ được sanh vào đại tộc Sát Đế Lợi hoặc đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trường Giả, đại tộc Cư Sĩ, giàu sang đầy đủ, hoặc làm tiểu vương ở trong một tiểu vương quốc giàu sang tự tại, hoặc làm đại vương ở trong một đại vương quốc giàu sang tự tại, hoặc làm đại luân vương ở trong bốn châu giàu sang tự tại. Đại Bồ Tát này sanh vào những chỗ như vậy, dùng bốn nhiếp sự giáo hóa các hữu tình, trước hết dạy họ an trụ vào bố thí, do đây tuần tự dạy họ tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực và bát nhã, lại làm cho họ an trụ vào bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, an trụ trong 37 pháp phần Bồ Đề, an trụ vào 3 pháp môn giải thoát. Đại Bồ Tát này giáo hóa các hữu tình trụ vào các thiện pháp như vậy rồi, hoặc làm cho họ nhập vào chánh tánh ly sanh, chứng quả dự lưu cho đến quả A-la-hán. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh rồi, tuần tự chứng quả độc giác Bồ Đề. Đã nhập vào chánh tánh ly sanh rồi, tuần tự học các địa vị của Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại dạy rằng, này các thiện nam tử, phải phát đại nguyện để mau được chứng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm việc lợi ích thù thắng cho các hữu tình. Các loài hữu tình này vì hư vọng phân biệt chấp trước các pháp đều vô tự tánh, do vì chúng điên đảo vọng chấp cho là có. Vì vậy nên các ông phải siêng năng tinh tấn, tự mình đoạn trừ điên đảo, cũng khuyên người khác đoạn trừ, tự mình thoát sanh tử, cũng làm cho người giải thoát, tự mình được lợi lớn, cũng làm cho người khác được lợi lớn. Hết quyển thứ 534.